Ingat yeah. Problem, ingat problem. Ya. Aduk-aduk sulit tak? Ya, Sarah. Hi, Kompis. Thank you for coming. Ya. Yeah. Xin chào quý vị, đây là bà chủ người Philippines. Your friends there, hả? Đùa, anh hả? Đùa xe giờ. Ocean Mode, hả? Dạ, xin chào quý vị. Dạ, yeah, đây là một người bạn Philippines mở tiệm bán đồ Á Châu. Do thó là Vietnam Mexica. Đông căn tít ở đây, hay là bê đẹp. Pasalit, đu bó ta. Philippines. Okay. Yes. Yeah. Hello mga kababayan. Andito ciao. Ako. Meron akong munting tindahan dito sa Sweden. I am selling mix aesthetic moth. Yeah. 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 Asian moth. Yeah. I selling Vietnamese, Thailand, China. Yeah. Halalem the moth, yeah. Korean also. Yeah, Korean, yeah. A lot more. Yeah, quý vị thấy hôm nay. Yeah. Thank you so much. From Vietnam, thank you so much. Only Tita Bik, yeah, dance, yeah. Yes, I am now in YouTube. Thank you. Yes, follow. What is this? Yeah. Follow the YouTube of Ahoy. Yeah, Ahoy Sweden. Yeah. Yes, Ahoy Sweden. Follow this. Yeah. Thank you. Tak so mic, yeah. Especially sa mga Filipino, kung mga kababayan, please follow this Ahoy. Yeah. And they can help you. Yeah. Okay. Yang kan jepo nong, yeah. We can dress a little also. Yes. We spell a hell of it. We eat the moth to sama. Yeah, we swim mada in Philippines. Yes. Yeah, they hope bad way. Yeah. Thank you. Yeah, xin cảm ơn quý vị. Đây người bạn Philippines sẽ giới thiệu cho những người dân họ ở nước để coi rồi mình cần. Yeah. He is very nice friend of mine. Yeah, very nice. Vietnamese. Yeah. Yeah, thank you, Mika. Yeah, Linh Cà Thi. Yes. Rồi nó, rồi hỏi bà, hư lên nhà Alpha F nè hả? Nissan Tuho. Yeah. Yeah, đã mở tiệm 2 năm rồi. Yeah. Yeah, và ở đây rất là nhiều. Gần 2 năm. Nissan Tuho. Yeah. Located in Malmo. Yeah. Yeah, đây có phở Việt Nam nè. We can visit also phở. Yeah. We can shop by N. Mình mua. We have also this from Philippines. Yeah, Philippines. Có bà đi công ty Philippines thì sao mà? Ở Việt Nam và Phúc. Yeah. Hai cái lò phở gà. Then four stick and eat. Then beef. Or then what? Chicken. Yeah, chicken. Okay. Yeah. Bán đến đây quý vị thấy không? Bán đủ loại đồ phở gà. Dạ. Không, cái này mình mua sơ. Mua già cũ gì mình nấu đây rồi. Hai cái, ừ. Không, cái đó lẩu, cái kia được rồi, phở. Dạ, phở. Hai cái được rồi. Dạ. Vizca Yora. Ok, Vizca Visa, y đó. Dạ. Cảm ơn first. Okay. Beef or chicken. Dạ. Mình sẽ nấu phở. Đã reclam. Dạ, dạ, đẹp lo. Phở Việt Nam. Con spoke cả lên nia, đúng không? Ah, non con con ốc nào của Augusti, ta phát đồng phre Nevada đã nuôi, ốc đồng Scabelli sushi, dạ, 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 với xã à, dạ, lên đi, dạ, 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 shop bà đấy, có xe từ từ, vì phim mà áo là phe, dạ, phim mà áo là phe, xin chào quý vị, đây là, wow, trà đồ ngon quá, từ từ rồi. Đây, quay từ trên xuống dưới, quay rất là đẹp. Quay hết cái tiệm. Hy vọng là quý vị coi rồi xong mà mua dùm dùm nè. Yeah. Không, đừng có mua cái gì nữa. Cà phê Việt Nam. Trung Nguyên, 69 đồng. Đây. Môn có nè. Đây, nước dừa Việt Nam. Wow. Biết rồi, em có lấy. Chào gì, đầy đủ, đầy đủ. 49 đồng. Thuốc cuốc này quý vị, cũng đâu có bác đâu mười hình như mà bao nhiêu tính. Thanh long Việt Nam này quý vị. Tính cuốc cuốc. Wow. Ông đầu thư, xu. Gà ông địa này là ngon nhất nè. Gà ông địa này ngon nhất đó quý vị. Cái này lúa mới nè. À,
Lam Phụng Thanh Châu nè. Gạo đó nha, gạo này nhất, gạo đó nhì, Lam Phụng Thanh Châu. Đó. Bà vui lắm bà, tụi nghiệp. Đây, bún Việt Nam nè, có bao nhiêu? 27 đồng tấn bò. Không bà, ở đây bà bán châu không, ở trong châu. Giống cái bún này bà lấy cho hành xuống. Oh. Không đừng có lấy đúng 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 mình qua thôi. Ờ, ngon quá đủ rồi, nhặt hết của bên kia đây. Bánh chú chiên này quý vị ngon quá, thôi mau mau rồi mình đi. Wow, ở chợ đèn giống người ta. Ông Thị Điển này là tiệm của ông Thị Điển đó quý vị ơi. Tiệm này của ông Thị Điển. Không nhưng mình cứ thiếu đi thiếu tiền nó nhiều mua vào hết cả. Bánh mông này quý vị, đậu xanh, bánh hạt dẻ đậu xanh. Đó. Wow, mốc chi sầu riêng. Đó, 39 đồng. Cái chai xì dầu đốt tung bao lâu vậy? Ờ, bảo mới xuống vậy á, coi. Còn bao lâu? Phân nửa giá. Anh giết tôi phim. So they grab this for the next one 2-0. Dạ, tiệm của cái bà cô người Philippines. Dạ. Yeah. Gần 2 năm. Dạ, Phi Lục Tăng. Việt Nam Phi Lục Tăng. Dạ, Philippines. In ảnh Việt Nam, biết ông rest at the Philippines, yeah. Manila, Auckland, Bangkok, Thái Lan. Yeah. We rest at it here. Sit the Vega. Yeah, pray out this window. Yeah, well, xin chào quý vị, Howie Sweden. Bữa nay đi chợ Ham Shop ở Caro City, ở dưới Ante. Và mấy mùa hè được ăn trung thu quý vị. Đây là chào mừng quý vị đi tới để đà trung thu. Yeah, rất là tuyệt vời. Yeah, trung thu. Nên là chúc mừng quý vị nha. Đó, đây. Không lấy chụp hình chứ. Đây, xin chào quý vị, trung thu nha, trung thu nha. Dạ. Xin chào quý vị, bữa nay trung thu đến, chúc quý vị trung thu vui vẻ. Hey, Ala, welcome to Manma Enche. It always can feel a rhetoric record. Ủng hộ, tắt. Xin chào quý vị, giới thiệu quý vị khi mà mình ăn trung thu của Thị Điển. Mấy con này, bên phía là Stura Crafto Fruit Tuket. Cái con này con bùi chảy á. À, con này tôm đất. Tôm đất á. Rất là ngon quý vị. Trong này có 15 con, coi như 700g. Rất là tuyệt vời, 100... Bây giờ là gần 99. Tới trung thu rồi quý vị ơi. Nó có hai loại nha. Đó. Một loại màu đỏ. Đây. Loại màu đây, loại này màu đỏ nè. Đây. Đây Stura quay ra ngoài nè. Đó, quý vị thấy con này lớn không? Con này lớn. Có 200 mấy á, ngon quá. Extra Stura. Ok. Quá lớn. Có 10 con, khoảng 10 con. Đây là Panadus. Dạ, đồng hồ đấy đàn ốc nữa.
quá, cái hiệu này rất là tuyệt vời. Banalut, yeah. Seafood của Naui đó quý vị. Bây giờ hãng này, công ty này bán rất là tuyệt vời. Đó, mời quý vị ghé để mua mà dùng. Anh Tạch. Xin chào quý vị, bữa nay mình gặp người bạn. Rất là thích Buddha, tôi thích con Buddha hay đâu. Dạ. Cơ liên xô, liên xô rít lăng. Rôn rít lăng. Bana asne. Bây giờ à, bây giờ anh ta là 52 tuổi rồi. Ok. Dạ. 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 Xin chào quý vị nhà Trung sung sướng. Bông hoa này đẹp lắm quý vị nè. Đây. Thấy đẹp không? Đó, quý vị thấy. Đây là chỗ mình đi nghỉ hè. Semester đây quý vị, rất là đẹp đây. Nguyên một bóng đây đi. Được rồi. Đó. Đó, xin chào quý vị, đây là hoa bướm bướm rất đẹp. Nguyên một chậu hoa rất là tuyệt vời. Nè, wow, quá đẹp. Không ngờ bữa nay là ngày 19 con mèo. À đúng quá hồn ha, 19 ha ha. Wow, mà có con mèo. Wow, lên luôn ha. Dạ. Ôi có lạ. Ba con. Bữa nay là 19 các bạn. Hai anh ta không có gì. Thấy con mèo dễ thương quá. Nó khôn quá. Ồ. Dễ thương không? Nó quý vị thấy đẹp không? Nó không biết mình làm gì không quý vị. Có đeo sợi dây chuyền nữa kìa. Rất là đẹp. Oh, miau. Hai hai. Miau. Mặt dễ thương quá. Đẹp quá. Quay đi. Wow, oh, bông đẹp thiệt. Miau miau. Miau. Dễ thương quá. À rất đẹp à, quý vị. Đây, cây này cũng đẹp nữa. Anh, hai con mèo kìa anh. Hey, ở đằng kia có một con nữa. Wow, không ngờ đi ban đêm mà không thấy kìa. Anh Thành có là một con đeo hết bằng. À, sắp tới ghi dùng. Sắp bằng con nữa Thành. Đây, 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 quay dùng. Nhảy xuống rồi. Còn gì nó còn trốn à. Một cái thôi. À. Rồi, xin chào quý vị. Cầu chúc quý vị vui tươi. Bữa nay là thứ 6 không, cuối tuần. Không, đứng đây nè, nó chụp. Chỗ nào cũng được. Thứ 6 cuối tuần. Không, chụp, đứng đây, nó chụp đây nè. Bông đây nhiều nè. Thứ 6 cuối tuần. Dạ, cầu chúc quý vị vui tươi. Chụp hình đi. Nguyên một đám gì không chụp, đi chụp ở đó. Dạ, xin chào quý vị, vui tươi cuối tuần 19 tháng 7 2024. Xin chào, bye bye.